Xin cảm ơn quý anh chị và các bạn rất nhiều trong thời gian qua đã luôn ủng hộ kênh Giá Heo Hơi hôm nay. Và nếu anh chị mới ghé kênh cũng như là chưa đăng ký kênh thì hãy kéo xuống phía dưới của video, ấn vào chữ đăng ký kênh màu đỏ để tiếp tục theo dõi Giá Heo Hơi hàng ngày của chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, tin vui liên tiếp đến với các hộ chăn nuôi bởi trong ngày hôm nay, công ty cổ phần chăn nuôi CP ở cả thị trường miền Bắc và miền Nam tiếp tục tăng thêm 1.000 đồng trên 1 kg đối với giá heo hơi xuất chuồng bán ra. Và đây là lần thứ 6 liên tiếp ở trong tháng công ty này tăng giá heo xuất chuồng. Theo đó, đối với thị trường miền Bắc, giá heo hơi đã lên mức 59.000 đồng trên 1 kg, thậm chí ở thị trường miền Nam còn cao hơn, đang niêm yết mức giá 60.500 đồng trên 1 kg. Đây là mức giá cao nhất từ đầu năm cho đến nay. Giá heo hơi của các công ty chăn nuôi lớn đang có xu hướng tăng mạnh. Chính vì vậy mà mức giá 58.000 đồng trên 1 kg ở các tỉnh thuộc thị trường miền Bắc cũng đã xuất hiện nhiều hơn trong ngày hôm nay. Hiện nay, các tỉnh ở thị trường miền Bắc, nguồn cung trên thị trường không còn dồi dào sau thời gian người chăn nuôi giảm đàn, treo đàn do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi và giá cả xuống thấp. Hiện giá heo nuôi ở trong dân đối với các tỉnh ở thị trường miền Bắc phổ biến trong khung giá từ 53 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Mức giá 57 cho đến 58.000 đồng cũng đã xuất hiện rải rác ở nhiều địa phương, đặc biệt là đối với các tỉnh ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ. Thậm chí cả khu vực Trung Du và miền núi trong ngày hôm nay, mức giá 54 cho đến 57.000 đồng cũng rất phổ biến. Một số địa phương ở khu vực vùng cao trong ngày hôm nay cũng đã bắt đầu có mức giá 57 cho đến 59.000 đồng trên 1 kg, đặc biệt khu vực Quảng Ninh, Lạng Sơn có mức giá 58.000 đồng. Hai khu vực Lai Châu và Điện Biên, nhiều nơi đã báo giá 59.000 đồng trên 1 kg. Giá heo hơi ở các tỉnh thuộc thị trường miền Bắc đang trên đà tăng mạnh và chưa cho thấy dấu hiệu dừng lại. Chính vì vậy mà nhiều người dự đoán rằng vào những ngày cuối tuần sẽ phổ biến mức giá 59 cho đến 60.000 đồng trên 1 kg nếu đà tăng vẫn tiếp tục diễn ra như thế này. Còn đối với các tỉnh ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên, xu hướng tăng có mức chậm hơn. Một số địa phương ở khu vực Bắc Trung Bộ như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh trong ngày hôm nay phổ biến trong khung giá từ 53 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Khu vực Quảng Trị và Thừa Thiên Huế trong ngày hôm nay cao nhất ở mức 55.000 đồng. Các tỉnh ở thị trường miền Nam Trung Bộ cũng đã bắt đầu xuất hiện cục bộ mức giá từ 56 cho đến 58.000 đồng, đặc biệt là khu vực Quảng Nam và khu vực Quảng Ngãi. Trong khi đó, Bình Định, Phú Yên có mức giá thấp hơn. Tây Nguyên vẫn duy trì ở mức từ 53 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Lâm Đồng, Đắk Lắk theo ghi nhận trong ngày hôm nay có mức giá 56 cho đến 57.000 đồng. Đặc biệt đối với các tỉnh ở thị trường miền Nam đang có đà tăng mạnh nhất cả nước, nhất là đối với các doanh nghiệp chăn nuôi lớn. Heo ba máu của công ty cổ phần chăn nuôi CP hiện có mức giá 60.500 đồng trên 1 kg. Đây cũng là mức giá cao nhất toàn thị trường. Đợt điều chỉnh này sẽ đẩy giá heo hơi ở trong dân tiếp tục tăng theo. Ghi nhận trong ngày hôm nay, mức giá 56 cho đến 57.000 đồng phổ biến ở các tỉnh thuộc khu vực miền Đông Nam Bộ, đặc biệt là hai địa phương Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu. Mức giá 57 cho đến 58.000 đồng cũng đã bắt đầu xuất hiện ở các tỉnh thuộc thị trường miền Tây. Theo ghi nhận trong ngày hôm nay, khu vực Bến Tre, Trà Vinh, Hậu Giang, Sóc Trăng, Vĩnh Long hay khu vực Đồng Tháp và Cần Thơ duy trì mức giá cao, phổ biến mức giá từ 53 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg. Hiện nay tình hình thị trường đang rất tươi sáng và cũng là thời điểm vàng để có thể tái đàn phục vụ dịp cuối năm. Tuy nhiên nhiều bà con chăn nuôi, đặc biệt là chăn nuôi nông hộ nhỏ lẻ đang quyệt quệ do dịch tả lợn châu Phi và một thời gian dài giá heo hơi xuống thấp. Nếu không có điều kiện đảm bảo an toàn sinh học thì rủi ro vẫn là rất cao. Có thể thấy rằng sau một thời gian khá trầm lắng, giá heo hơi đang tăng dần trước áp lực của chi phí sản xuất. Thế nhưng theo những người trong nghề, cung cầu trên thị trường hiện nay khá cân bằng, sức mua có cải thiện đôi chút. Tuy nhiên có thể do giá heo hơi tăng nhanh là một phần do thị trường Trung Quốc hiện nay đang có xu hướng tăng mua. Chi tiết hơn theo ghi nhận giá heo hơi trong ngày hôm nay được cập nhật mới nhất ở các địa phương trên phạm vi cả nước như sau. Trước hết đó là đối với các tỉnh ở thị trường miền Bắc theo ghi nhận trong ngày hôm nay. Hà Nội có mức giá bình quân từ 53 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Các huyện ngoại thành trên địa bàn thành phố Hà Nội như Ba Vì báo giá 54 cho đến 55.000 đồng. Khu vực Đan Phượng trong ngày hôm nay dòng siêu ba máu loại 1
báo giá lên đến 56.000 đồng trên 1 kg. Hưng Yên bình quân từ 54 cho đến 57.000 đồng. Ở huyện Khoái Châu của tỉnh Hưng Yên có mức giá 56.000 đồng trên 1 kg. Thái Bình đạt mức giá 54 cho đến 57.000 đồng. Ghi nhận một số hộ chăn nuôi báo giá cục Đông Hưng của tỉnh Thái Bình trong ngày hôm nay đạt bình quân từ 55 cho đến 56.000 đồng. Đây là giá bắt tại cửa chuồng các bạn nhé, đối với dòng siêu ba máu. Hải Dương 54 cho đến 57.000 đồng. Hà Nam trong ngày hôm nay có mức giá 53 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Ghi nhận khu vực Thanh Liêm của tỉnh Hà Nam, hộ chăn nuôi bắt với mức giá bình quân từ 55.000 đồng. Quảng Ninh 54 cho đến 58.000 đồng. Hải Phòng trong ngày hôm nay có mức giá 55 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 53 cho đến 56.000 đồng. Ghi nhận một số hộ chăn nuôi báo giá cục Yên Mô của tỉnh Ninh Bình trong ngày hôm nay có mức giá 55.000 đồng. Cục Yên Khánh có mức giá 56.000 đồng trên 1 kg. Nam Định trong ngày hôm nay cũng duy trì mức giá cao từ 53 cho đến 56.000 đồng. Ở huyện Ý Yên của tỉnh Nam Định trong ngày hôm nay các hộ chăn nuôi báo giá 56.000 đồng trên 1 kg. Phú Thọ có mức giá bình quân từ 53 cho đến 57.000 đồng. Cuộc Thanh Sơn, Thanh Thủy của tỉnh Phú Thọ, dòng siêu ba máu loại 1 trong ngày hôm nay có mức bình quân từ 55 cho đến 57.000 đồng. Vĩnh Phúc cũng duy trì mức giá cao và trong ngày hôm nay tiếp tục có xu hướng tăng thêm 1.000 đồng trên 1 kg và ở mức 53 cho đến 57.000 đồng. Thái Nguyên phổ biến mức giá 54 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Cục Đại Từ của tỉnh Thái Nguyên phổ biến mức giá 55 cho đến 56.000 đồng. Bắc Giang 55 cho đến 57.000 đồng là cao nhất. Trong khi đó, một số địa phương ở cục phía Đông Bắc như Lạng Sơn 54 cho đến 57.000 đồng. Khu Cao Lộc nhiều hộ chăn nuôi báo giá 55.000 đồng trong ngày hôm nay. Tuyên Quang có mức giá bình quân từ 53 cho đến 56.000 đồng. Khu vực Cao Bằng trong ngày hôm nay 54 cho đến 57.000 đồng. Bắc Cạn cũng có mức giá 56.000 đồng trên 1 kg trong ngày hôm nay. Yên Bái phổ biến mức giá 54 cho đến 56.000 đồng. Khu vực Bảo Thắng của tỉnh Lào Cai trong ngày hôm nay, nhiều chăn nuôi báo giá 55 cho đến 56.000 đồng. Trong khi đó, Lai Châu và Điện Biên phổ biến mức giá 54 cho đến 58.000 đồng. Sơn La trong ngày hôm nay cũng có mức giá 53 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, Hòa Bình 53 cho đến 56.000 đồng. Nhiều hộ chăn nuôi báo giá cục lạc thủy của khu vực Hòa Bình có mức giá bình quân từ 54 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Một số địa phương ở khu vực miền Trung trong ngày hôm nay cũng có xu hướng tăng, ghi nhận Thanh Hóa có mức giá 53 cho đến 57.000 đồng. Nghệ An trong ngày hôm nay bình quân từ 53 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Hà Tĩnh có mức giá 53 cho đến 55.000 đồng. Quảng Bình, Quảng Trị phổ biến mức giá 52 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Huế có mức giá 53 cho đến 54.000 đồng. Trong khi đó, một số địa phương ở khu vực miền Nam Trung Bộ như Đà Nẵng, Quảng Nam có mức giá 54 cho đến 56.000 đồng. Quảng Ngãi phổ biến mức giá 53 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Các địa phương khác như Bình Định, Phú Yên có mức giá bình quân từ 53 cho đến 55.000 đồng. Khánh Hòa phổ biến mức giá 53 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, hai địa phương là Ninh Thuận và tỉnh Bình Thuận bình quân từ 52 cho đến 55.000 đồng. Ghi nhận một số địa phương ở khu vực Tây Nguyên như Lâm Đồng, bình quân trong ngày hôm nay đạt 53 cho đến 56.000 đồng, Đắk Lắk 55.000 đồng trên 1 kg. Đắk Nông phổ biến mức giá từ 53 cho đến 54.000 đồng, trong khi đó Gia Lai và Kon Tum cũng đã chạm mốc 55.000 đồng trong ngày hôm nay. Đối với các tỉnh ở thị trường miền Nam, ghi nhận Đồng Nai phổ biến mức giá từ 54 cho đến 57.000 đồng, thành phố Hồ Chí Minh có mức giá bình quân 54 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg, Bà Rịa Vũng Tàu 53 cho đến 57.000 đồng, Bình Dương, Bình Phước và Tây Ninh 53 cho đến 56.000 đồng. Trong khi đó, một số địa phương ở thị trường miền Tây Nam Bộ như Long An có mức giá 54 cho đến 57.000 đồng. Kiên Giang theo ghi nhận, mức giá 53 cho đến 56.000 đồng phổ biến ở trên địa bàn tỉnh này. Cà Mau 53 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Vĩnh Long 53 cho đến 56.000 đồng. An Giang trong ngày hôm nay bình quân 53 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Cần Thơ và Đồng Tháp 53 cho đến 58.000 đồng. Khu vực Tiền Giang trong ngày hôm nay 53 cho đến 56.000 đồng. Bến Tre cũng đã đạt mức giá 54 cho đến 56.000 đồng trong ngày hôm nay. Trà Vinh 53 cho đến 56.000 đồng.
Hai địa phương đó là Bạc Liêu và tỉnh Sóc Trăng cũng đạt mức giá 53 cho đến 56.000 đồng trong ngày hôm nay. Và đó là những thông tin cuối cùng trong bản tin giá heo hơi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của chúng tôi.